Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của Toàn Meter. Em thấy đấy, Hồ Liên Na là một nữ phụ phản diện được yêu thích trong tiểu thuyết Đấu La Đại Lục của tác giả Đường Gia Tam Thiếu. Là thánh nữ và là nhân vật trung tâm của thế hệ vàng của Võ Hồn Điện, người mạnh nhất, đáng sợ nhất. Hồ Liên Na là đệ tử của giáo hoàng Bỉ Mỹ Đông, là thứ tự đầu tiên của thế hệ tiếp theo sẽ kế thừa giáo hoàng. Ok, và clip ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với anh em một số thông tin về Hồ Liên Na này nhé. Trước khi đi vào chủ đề clip ngày hôm nay thì các bạn em bỏ ra vài giây để like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Đầu tiên là một số thông tin cơ bản. Tên đầy đủ là Hồ Liên Na, bí danh khác là Vũ Hồn Đế Quốc Thánh Nữ, Thiên Không Hồ Ly Thánh Nữ, Địa Ngục Sứ Giả. Tuổi thì khoảng 26 tuổi, giới tính là nữ, tu vi là lục cấp hồn hoàn cấp 60 lúc mới xuất hiện. Lĩnh vực là sát thần lĩnh vực, mẹ nuôi và cũng là sư phụ là Bỉ Mỹ Đông. Em trai là Tạ Nguyệt, bạn bè là Đường Tam, Diễm, Tử Vũ. Đồng đạo là Thi Nhận Tuyết. Về ngoại hình nhân vật, Hồ Liên Na có mái tóc màu đen dài, dáng người gần như là hoàn hảo và trông có phần giống với Tạ Nguyệt, tạo ấn tượng về một con hồ ly. Hồ Liên Na thoạt nhìn không cho là xinh đẹp, nhưng nếu quan sát kỹ, bạn có thể cảm nhận được một sức hút kỳ lạ từ cô ấy. Giọng nói của Hồ Liên Na nghe có chút khàn khàn, nhưng chính trong giọng nói khàn khàn đó lại có một sự quyến rũ đặc biệt. Sau khi giải phóng vũ hồn, một chiếc đuôi lông tơ lớn được mọc ra từ sau lưng của Hồ Liên Na và cô ấy sẽ trở nên xinh đẹp hơn. 2 năm sau, Hồ Liên Na đã trải qua một cuộc khảo thí tại sát nục Chi Đô và tinh khí của cô ấy trở nên băng giá. Ngoại hình thì trở nên rất là xinh đẹp, không thua kém gì Chu Trúc Thanh, Linh Vinh Vinh hay là Tiểu Vũ, cùng với đó là sự trưởng thành và quyến rũ hơn mà họ không có. Mái tóc dài của Hồ Liên Na được chải gọn gàng sau lưng và buộc bằng một sợi dây. Thân dưới là quần siêu ngắn màu hồng lóng bỏng, không một tỉ vết trên người. Về tính cách của Hồ Liên Na, Hồ Liên Na ghét thất bại và cho rằng thất bại là điều đáng xấu hổ và phải rửa sạch bằng máu. Hồ Liên Na có tính cách kiên quyết, cho dù là tay nhuốm máu của hàng vạn người đã ngã xuống, cô ấy vẫn có thể chống lại ảnh hưởng của sát khí và không bị ý niệm giết chóc chi phối. Hồ Liên Na không phải là một người tận tụy. Đối với những người không quen biết, thậm chí là các thành viên tạm thời trong đội, khi gặp phải nguy hiểm và phải lựa chọn giữa hai người, cô ấy sẽ không ngần ngại mà lựa chọn cứu mạng của mình. Hồ Liên Na bắt đầu được đào tạo về sự quyến rũ, đặc biệt khi còn rất trẻ. Cô ấy hoàn toàn tự tin vào sức hút của chính mình. Cô ấy còn tự hỏi bản thân rằng có thể có những cô gái khác xinh đẹp hơn cô ấy, nhưng tuyệt đối không có cô gái nào hấp dẫn hơn cô. Mặc dù Hồ Liên Na nổi tiếng với tài quyến rũ, nhưng thực ra cô ấy rất trong sạch và tự trọng. Diễm ở thế hệ Hoàng Kim cũng đã theo đuổi cô ấy rất lâu, nhưng cô ấy chưa từng bị Diễm chạm vào dù chỉ một lần. Tiếp theo là về võ hồn, hồn cốt và kỹ năng võ hồn của Hồ Liên Na. Đầu tiên là võ hồn. Hồ Liên Na là một hồn đế hệ chiến đấu cấp 60 và võ hồn của cô ấy là một con yêu cáo có năng lực mê hoặc và cực kỳ là mạnh mẽ. Hồn kỹ của cô ấy chủ yếu là mê hoặc và phương thức tấn công chính của cô ấy phù hợp với cận chiến. Hồn hoàn của Hồ Liên Na là vàng vàng, tím tím đen. Đây là hồn hoàn lúc mới xuất hiện ở đầu truyện. Hồ Liên Na và Tạ Nguyệt có thể thi triển võ hồn dung hợp kỹ. Với cả hai hợp nhất thành một người có mái tóc dài bồng bềnh, dường như là không thể phân biệt được nam nữ. Kỹ thuật dung hợp võ hồn do Tạ Nguyệt thống trị và cấp độ sức mạnh sẽ được nâng lên bằng tổng cấp độ sức mạnh của võ hồn của cậu ta và Hồ Liên Na. Bên ngoài, võ hồn dung hợp kỹ là do Tạ Nguyệt thống trị, nhưng trên thực tế Hồ Liên Na đóng vai trò chính trong toàn bộ võ hồn dung hợp kỹ. Được điều khiển bởi quỷ chủ, Tạ Nguyệt có thể giải phóng một luồng sương mù màu đỏ tập trung vào chính mình. Trong phạm vi khống chế của kỹ năng này, mọi người cảm giác sẽ bị giảm đi 50%, linh hồn lực cũng bị áp chế 50%, tất cả các hành động cũng sẽ chậm chạp đi 50%. Ngoài việc áp dụng 3 trạng thái tiêu cực, chỉ có Tạ Nguyệt và Hồ Liên Na, những người đã thực hiện võ hồn du hợp kỹ trong màn xương đỏ mới có thể nhìn thấy mọi thứ. Trong phiên bản sát nguyệt, trong phiên bản hoạt hình, sức mạnh tinh thần kết hợp của cả hai thậm chí có thể so sánh với Phong Hào Đấu Na. Tiếp theo là về hồn cốt. Hồ Liên Na có hai hồn cốt, cái nhất là ngoại phụ hồn cốt có được 4 năm sau khi cuộc thi hồn sư, có thể tăng chiều dài đuôi hồ ly của Hồ Liên Na lên đến 5m. Hồ Liên Na có thể làm cho mọi sợi lông dài trên đuôi dựng đứng biến thành một cái cây chùy khổng lồ dài 5 thước, uy lực vô cùng là lớn, có một gai ẩn ở đầu đuôi. Sau khi giải phóng hồn cốt này, tốc độ của Hồ Liên Na không thua kém gì so với tốc độ của các hồn sư, hệ công kích nhanh nhẹn cùng cấp. Mảnh thứ hai là Bạch Linh Thủ Cốt mà Bỉ Mỹ Đông đã tặng trước khi Hồ Liên Na đến sát lục Chi Đô. Chất lượng không kém gì so với đầu hồn cốt hệ tinh thần, có khả năng ảnh hưởng đến tâm trí của kẻ thù, làm chậm chúng. Khi sử dụng nó, đôi mắt của Hồ Liên Na sẽ phát sáng ra màu hồng và mái tóc của cô ấy sẽ chuyển từ màu đen sang màu đỏ rực. Tiếp theo là kinh lịch nhân sinh. Cha mẹ của Hồ Liên Na đều qua đời khi cô còn nhỏ và chính võ hồn điện đã nuôi lớn cô và anh trai cô.
Chính võ hồn điện đã nuôi lớn họ và cho phép họ có được mọi thứ như bây giờ. Vì vậy, ngày mà cô ấy tổ chức lễ trưởng thành, cô ấy đã thể cống hiến hết cuộc đời mình cho võ hồn điện. Hồn điện Nát cũng không phụ lòng mong đợi của Bỉ Bỉ Đông, đạt đến hồn lực cấp 40 khi mới 15 tuổi, đột phá cấp 50 khi ở tuổi 20. Và sau khi lấy được hồn hoàn thứ 5, Bỉ Bỉ Đông đã tự mình trao tặng huân chương kỷ lục màu tím của Linh Đường, tạo ra một kỷ lục trong Linh Đường, cùng với Tạ Nguyệt, Diễm, được gọi là thế hệ hoàng kim của Linh Đường. Cuộc thi hồn sư Bỉ Bỉ Đông muốn trực tiếp đưa 3 khối hồn cốt cho thế hệ hoàng kim, nhưng lại bị các trưởng lão phản đối. Vì vậy, cô đã đặt 3 khối hồn cốt làm phần thưởng vô địch của cuộc thi Học viện Hồn sư cao cấp lục địa như là một kinh nghiệm cho thế hệ vàng. Trong trận chung kết, đội Học viện Võ Hồn Điện đối mặt với Học viện Thiên đấu Hoàng gia, Hồn Điện Na và Tạ Nguyệt không muốn cho các đối thủ khác nhìn thấy sức mạnh của mình và giải quyết trận chiến bằng võ hồn dung hợp kỹ. Mặc dù võ hồn dung hợp kỹ đã được sử dụng, nhưng bởi vì tính chất đặc biệt của kỹ năng này, không thể nhìn thấy tình hình thực tế ở bên trong từ bên ngoài. Trong trận chiến chung kết với Sử Lai Khắc Học viện, Hồn Điện Na và Tạ Nguyệt lại một lần nữa thể hiện sự quyến rũ của họ. Nhưng lần này, hiệu quả của yêu mị không như mong đợi. Trừ Đường Tam bỏ qua hiệu quả của yêu mị đã bị tước đi thị giác. Sử Lai Khắc Học viện đã sử dụng xúc xích dạng thức ăn để bay ra khỏi phạm vi của ảnh hưởng của vũ hồn dung hợp kỹ. Lựa chọn duy nhất của Tạ Nguyệt bây giờ là giết Đường Tam, người nằm trong phạm vi kiểm soát của võ hồn dung hợp kỹ. Sau đó sẽ hỗ trợ cho đồng đội của cô ấy đối phó với phần còn lại của Học viện Sử Lai Khắc. Nhưng Đường Tam biết tính toán, Tạ Nguyệt cũng biết tính toán. Ngoài mặt hắn công kích Đường Tam, nhưng trên thực tế hắn đã nhắm vào Đới Mộc Bạch. Mắt thấy hai thanh Nguyệt Nhận sắp trọng thương Đới Mộc Bạch, Đường Tam lại hóa giải một lần nữa. Tạ Nguyệt tức giận đã sử dụng kỹ năng hồn ký tự tạo của mình, Trăng Tròn, để kết thúc lần cuối cùng với Đường Tam. Cuối cùng, Đường Tam đã phá hủy Trăng Tròn với cái giá phải trả là phá hủy Bát Chu Mâu và sử dụng kỹ thuật ám khí, bức rực luân hồi để đánh bại Tạ Nguyệt và Hồn Điện Na. Vì mạng sống của Tạ Nguyệt và Hồn Điện Na, đội Học viện Võ Hồn Điện không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thừa nhận thất bại trước khi chất độc phát tác. 2 năm sau, Tạ Nguyệt và Diễm đến thung lũng chết để tu luyện, trong khi Hồn Điện Na lại quyết định đến Sắt Lục Chi Đô để tu luyện để không bị Đường Tam đuổi kịp. Nhìn thấy quyết tâm của Hồn Điện Na, Bỉ Bỉ Đông đã đồng ý với yêu cầu của Hồn Điện Na và đưa cho cô ấy một khối hồn cốt. Trong Sắt Lục Chi Đô, nơi đây không thể sử dụng các hồn kỹ. Ở đây, Hồn Điện Na đã thắng 16 trong số 16 trận chiến. Tất cả các đối thủ của cô ấy bị giết và kết quả được xếp hạng trong top 100. Hồn Điện Na tiến vào Sắt Lục Chi Đô không lâu thì Đường Tam cũng tiến vào dưới sự dẫn dắt của Đường Hạo. Bởi vì vẻ ngoài của Đường Tam đã biến đổi bởi dòng máu của Lam Ngân Hoàng mà trở nên cực kỳ đẹp trai, Hồn Điện Na đã hoàn toàn không thể nhận ra danh tính của cậu, mặc dù cậu đã sử dụng kỹ thuật ám khí tương tự với Đường Tam. Một năm sau, Hồn Điện Na đã thắng 72 trận liên tiếp và được đặt biệt danh là Sứ Giả của Địa Ngục. Và Đường Tam cũng đã thắng 67 trận liên tiếp, trở thành hai người có kết quả tốt nhất trong lĩnh vực sát thần của Địa Ngục. Sau khi Hồn Điện Na hoàn thành 99 hiệp trong lĩnh vực tàn sát Địa Ngục, cô ấy không thể kiềm chế được sát khí trong người nên đã trì hoãn hiệp thứ 100. Để thành công vượt qua bài kiểm tra của Địa Ngục, Hồn Điện Na đã đề nghị Đường Tam hợp lực sau khi hoàn thành trận đấu thứ 99. Biết được sự tồn tại của sát thần giới, Đường Tam đã đồng ý hợp tác và đáp lại bằng cách nói cho Hồn Điện Na biết thông tin về Hoàng Tuyền Nộ, chứa chất độc mãn tính và cực độc. 3 ngày sau, Hồn Điện Na và Đường Tam đã hoàn thành 100 trận chiến thắng và trở thành nhà vô địch. Cả hai đã hợp sức để phá vỡ đội hình của Rơi Máu và vượt qua Vua Rơi Ba Đầu Vàng Sẫm, Thập Thủ Liệt Dương Xà và 3 khó khăn của yêu ma, đạt được lĩnh vực sát thần. Sau khi rời khỏi Sắt Lục Chi Đô, Hồn Điện Na đã thổ lộ trái tim của mình với Đường Tam nhưng bị Đường Tam từ chối. Sau khi thành lập Đế Quốc Võ Hồn, địa vị của Hồn Điện Na theo đó mà tăng lên, danh hiệu thánh nữ không thay đổi, nhưng cô đã trở thành thánh nhân của Đế Quốc Võ Hồn, sức mạnh của cô chỉ đứng sau Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông. Theo thời gian trôi qua, thực lực của cô đã vượt xa Tạ Nguyệt và Diễm, và cô là thành viên có triển vọng nhất trong thế hệ Hoàng Kim có thể đột phá cấp 70 trước 30 tuổi. Sau Hồn Điện Na đã chạm trán với Sắt Lục Chi Vương tại Sắt Lục Chi Đô, vì Sắt Lục Chi Đô đã bị hủy bởi Đường Tam, nên hắn đã bắt Hồn Điện Na để dụ Đường Tam. Đường Tam đã giải cứu Hồn Điện Na và sử dụng Hải Thần Chi Quang để giúp Sắt Lục Chi Vương hóa giải đi những suy nghĩ xấu xa của La Sát, khôi phục lại sự tỉnh táo và biến trở lại thành Đường Thần. Sau khi Đường Thần rời đi, Đường Tam đã chữa lành vết thương cho Hồn Điện Na, vạch ra ranh giới giữa anh và cô, đồng thời cắt đứt tình cảm với Hồn Điện Na. Mặc dù Đường Tam rất thờ ơ với cô, nhưng Hồn Điện Na vẫn không lỡ để Đường Tam đi, đã nói cho hắn biết tung tích của Bỉ Bỉ Đông, hy vọng Đường Tam sẽ không phải chết. Sau khi Bỉ Bỉ Đông tỉnh dậy sau trọng thương, bà ta đã ra lệnh cho Hồn Điện Na, người phụ trách mọi nguồn cung cấp cho quân đội của Đế Quốc Võ Hồn, thay thế bà ta và canh giữ Gia Lăng Quan. Đối mặt với sát khí của Đường Tam đối với Bỉ Bỉ Đông sau đó, Hồn Điện Na đã hai lần bảo vệ Bỉ Bỉ Đông, thành công dựa vào lòng trắc ẩn của Đường Tam dành cho cô
để bảo vệ tính mạng của Bỉ Vĩ Đông. Vào năm thứ 2655 của lịch Đấu La, Bỉ Vĩ Đông đã hoàn thành 9 thử thách của La Sát Thần và trở thành La Sát Thần. Cô đã dẫn Hồ Liệt Na đến giải cứu Thiên Nhận Tuyết đã bị Đường Tam truy lùng và quay trở lại Giang Lăng Quan để giết Đường Tam. Sau khi Đường Tam hồi sinh, cậu và Tiểu Vũ đã sử dụng võ hồn du hợp kỹ để song thần cùng tồn tại và giết chết Bỉ Vĩ Đông. Trước khi chết, Bỉ Vĩ Đông đã nói với Thiên Nhận Tuyết và Ngọc Tiểu Cương sự thật về cô và Thiên Tập Tuật, đồng thời yêu cầu Đường Tam để cho Thiên Nhận Tuyết và Hồ Liệt Na ra đi. Trước sự cầu xin của Ngọc Tiểu Cương, Đường Tam đã đồng ý với Bỉ Vĩ Đông. Ok, trên đây là một số thông tin về Hồ Liệt Na trong tác phẩm Đấu La Đại Lục mà mình biết. Em thấy mình có thiếu điểm gì hay có thắc mắc điểm nào thì hãy để lại xuống phần luận cho mình. Clip của mình là kết thúc. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các clip tiếp theo của mình.